em muốn là em được ở bên cạnh chồng em lúc vượt càng. Bởi vì phụ nữ mà cửa sinh là cửa tử. Em bé này là phải giải quyết luôn, không có chờ được. Nó dạng giống như muốn suy thai, bé nó không có khỏe trong bụng, nó có thể chết trong bụng. Trải qua cái công tác huấn luyện của đơn vị cũng để tăng cường cho các cái chốt trạm chi viện thêm trong cái đợt cao điểm ngăn chặn phòng chống dịch Covid. Trong cái điều đợt dịch cao điểm này thì mỗi người lính thì luôn đề cao cái tinh thần luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và luôn sẵn sàng chiến đấu. Khi mà có cái tình huống xảy ra đột xuất mà chỉ huy giao nhiệm vụ thì phải luôn sẵn sàng có mặt để mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhậu chứ, nhậu muốn được quê đây. Ngay ngay rồi nó đã về à? Thì muốn hết dịch mới về được, cái giờ mình chưa biết được. Bây giờ dịch bệnh bá cho nên không về được, với mẹ con ở nhà cố gắng. Nha. Thế anh cũng giữ gìn sức khỏe nha. Anh thì cũng giữ gìn sức khỏe, mẹ anh tâm lo cho vợ con được chứ. Trước khi lấy chồng thì vui vẻ, nhưng mà lấy chồng xong nó khóc sụt. Ngày xưa em ở với bố mẹ cũng hiểu thụng tình cảm. Ồ, anh chị em với bố mẹ đêm nay kia gia đình vui vẻ đầy đủ, ăn cơm cũng đầy đủ thôi. Nhưng mà giờ lấy chồng muốn ở một mình thấy tủi. Vợ tôi thì là cũng theo chồng đi vào đây, cũng xa quê đi theo chồng vào đây. Cũng như bản thân tôi thì là không có người thân. Đấy, lại đang còn rất là trẻ, với lại là cũng chưa có kinh nghiệm trong cái việc gọi là chuẩn bị làm mẹ thì không có kinh nghiệm nhiều. Thì cũng chồng thì lại không về, gia đình đang ở trọ cho nên là một mình vợ tôi bình thường thì không sao, một ngày không sao, nhưng đem lại cái tâm lý phụ nữ mà con gái mà một mình khi nào cũng cứ cảm thấy sợ sệt, hai nữa là đang lúc quá trình mang bầu á, cũng nhiều cái tư tưởng, nhiều cái suy nghĩ lo lắng lắm, cho nên là thành ra nó cũng yếu đuối, cứ gọi điện để tâm sự cho chồng nhiều cái gì ạ. Mình lại bận cái công việc, mình đi tuần như chẳng hạn như hôm nay thì lại không gọi điện được. Đấy, thành ra là nhiều khi nó cũng tủi thân lắm. Ngay mà em mới bầu cho đến tháng thứ 8 là em nói chung là thiếu thốn tình cảm, là có những ngày em bị tụt đường huyết đó. Mà bị ngất, mà chồng ngồi từ sáng đến tối luôn á. Mà chồng gắng được, xong một tối, từ những chiều là chồng xin về á. Mẹ thấy à, anh bị xỉu á, trong cái bông lên, trong cũng khóc. Đúng á. Bây giờ em vượt qua rồi, những ngày đầu em mới thấy khó khăn.
vì con nên nó khóc nhiều. Thì mình đi công tác xong rồi mình ghé vào để chơi với em, thăm em. Thì lại đúng lúc là dịch bệnh, là từ mùng 1 tháng 4 là lại cấm. Thì cuối cùng ở đấy với em đến hết tháng đi luôn. Chứ con trước đó là không ở với em, nó ở một mình. Và không có người thân, không có bạn bè. Cưới mà không có trăng mật, không có gì hết. Bởi vì là anh Tơ không có thời gian vào sống với Thái mà luôn mình. Đây anh Tơ lên đâu. Đợt này em bầu nặng nề rồi. Đêm em cũng ngủ được. 3 giờ sáng năm một mình cứ nhìn trời nhìn đất rồi. Chị hồi mới vô như để cưới vì trầm cảm mất 7 tháng ấy. Mà chồng Thái về em chị? Chồng thì ở cách đồn thôi, đợt đã làm cách đồn 40 cây. Thì chị cuối tuần mới về. Thực ra thì khi mà rảnh em về chứ không hẳn là cuối tuần em về. Đến lúc mà cứ hỏi thăm nhau qua điện thoại nhiều quá, đến lúc là muốn vứt cả cái điện thoại luôn. À, về thì về, không về thôi, đừng có vài đặt rửa điện. Từ đấy lên chỗ đông cùng 70 cây, ngày xưa là đi đường đất đỏ. Em lên luôn á, em lên là thấy khổ lắm. Trời ơi, đi đường đất đỏ mà bên em... Mà thấy khổ quá sao bỏ đi. Tại vì hai đứa là bạn thân với nhau rồi, mà chồng em chánh thanh lắm. Cái sáu này đi lăng nhưng mà thật sự là hiện tại thì thấy nói chung chỉ có cái khoảng cách là đấy ngoài là chồng em chú đạo thì chăm chăm chút cho em lắm. Về mà thấy em nặng cái thật ra tiền lương bộ đội thì cũng vậy lắm, nhưng mà thấy em nặng cái nói để anh đi trả góp này kia, anh mua cho em cái điều hoa cho mà khi mà cùng sợ em lo lắng á thì em hay nghỉ trong em cứ một mình cả nó hết thật. Đơn vị ở trong rừng sâu, xa khu địa bàn dân cư. Trong cái đợt dịch cao điểm Covid này thì đơn vị cũng triển khai các cái chốt chặn trên biên giới để đảm bảo cho anh em an tâm tư tưởng công tác. Thì vì bên cái mảng phụ trách hậu cần của tôi thì tôi cũng thường xuyên đảm bảo cái nhu yếu phẩm, thức ăn hoặc là nước uống để đảm bảo kịp thời cho anh em trong cái quá trình mà công tác phòng chống dịch trên biên giới. Thực ra mà nói phụ nữ chắc là cần nhất là người chồng, chắc chắn là rửa. Bởi vì có nhất là nó vừa mới lấy chồng ấy, nó cảm giác nó cần một người chồng ở bên để như kiểu có một điểm tựa ấy. Nhiều lúc cứ đến thấy ở trong cái phòng trò nó ở ấy, cái vòi nước bị hư thì nước cứ chảy đi, mà cũng nói đi, nó bảo là từ trước đến giờ mọi thứ trong nhà đều là anh Tương về sửa, mà bây giờ cái vòi nước của em hư em cũng biết gọi ai hết. Rồi cái cửa hư cũng biết gọi ai hết. Cái cuộc sống của phụ nữ mà khi xa chồng vì không có chồng á, nó giống như kiểu một cảm giác, nó giống như kiểu một ba mẹ đơn thân á. Chắc là phải có một cái tinh thần cực kỳ mạnh thì mới có thể vượt qua được cái cảm giác nữa, nhất là lúc mang bầu. Cái kết quả này là em bé cưng sức khỏe bình thường. Cái giấy này là nó có giá trị trong 3 ngày nha cưng. Có gì lạ thì cưng sẽ đến đây. Nếu như em bé cưng này, cưng có bị là dở ói này hay ra nhức hồng hay là đau bụng, nha cưng nghe. Rồi cưng sẽ đến đây, bác sĩ sẽ khám lại cho cưng. Cưng giữ giấy này nha, hết hồ sơ ngày cưng đi khám cầm theo cho bác sĩ nha. Em muốn là em được ở bên cạnh trong em lúc vượt càng, bởi vì phụ nữ mà cửa sinh là cửa tử, không biết điều gì xảy ra cả. Nhưng mà đấy cũng là lần đầu tiên em sinh ở bên là em rất là muốn có trong bên cạnh. Thì hiện tại ở đơn vị thì để mà bảo là xa gia đình thì hầu như là ai cũng xa gia đình cả. Trong cái đợt dịch này thì là trong đơn vị cũng có 4 hay 5 người, chỉ là vợ đang trong cái giai đoạn vừa sinh hoặc là chuẩn bị sinh như tôi. Cũng biết là cái hoàn cảnh nó cũng khó khăn, nhưng mà mình lại nhận nhiệm vụ trong cái giai đoạn khó khăn thì ai cũng như ai cả. Mình cũng phải gác lại cái chuyện gia đình để mình thực hiện cái công việc cho nó tốt hơn. Mình đã đi theo con đường quân ngũ thì mình phải xác định cái tư tưởng là mình phải chấp nhận cái khó khăn như vậy để mà cố gắng lên.
Sư ra. Tại khu vực chúng ta đang đứng là khu vực gần tới cột 31.3. Cái khu vực này địa hình rất là hiểm trở, khó khăn cho việc đi tuần và quan sát. Yêu cầu các lý trong quá trình tuần tra tăng cường quan sát, phát hiện các dấu hiệu hoặc dấu vết của việc xâm nhập cho các loại đối tượng, kịp thời báo cáo. Đó. Vợ tôi thì tuy còn trẻ nhưng mà cũng có những cái suy nghĩ nó cũng rất chi là thấu đáo, cũng biết được cái hoàn cảnh của chồng như vậy, cho nên là nó cũng cảm thông một phần nào đó. Nhiều khi là biết là chồng mệt thì cũng gọi điện, cũng cố gắng động viên chồng. Những phải mong muốn ai cũng có thể được thực hiện thì mình phải chấp nhận số phận thôi. Chứ bây giờ cũng thể là gào thét trong nói về được. Nên là chỉ biết động viên chồng thì chồng đỡ cảm thấy có lỗi với vợ. Nhưng mà em cũng mong muốn là chồng đã hy vọng là chồng làm được những cái điều mà trong mùa dịch mà trong là cái tuyến đầu trong việc phòng chống dịch á, thì là ở tuyến đầu ở biên giới này kia là trong là đang vì đất nước mà, nên em cũng thấy tự hào. Còn em sinh ra cũng tự hào vì có nghề bán. Trong cái quá trình mình công tác mà không có được gần vợ gần con, gần vợ để mà động viên cái tinh thần trong cái giai đoạn chuẩn bị vượt khó vượt cạn á, thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý mình cũng khá là nhiều. Vì lần đầu tiên mình trải nghiệm cái công việc mình làm bố mà, nên là cũng khá là lo lắng và căng thẳng, vừa đảm bảo cái công tác trên đơn vị vừa phải lo lắng cho ở nhà, thành ra mình cũng xen lẫn nhiều cái cảm xúc, nhiều cái tư tưởng lắm. Thì về cái công tác tuần tra là công chí là thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt của các bộ phận. Chốt số 1 sẽ tăng cường thêm đồng chí Phát quân y. Chốt số 2 sẽ tăng cường thêm đồng chí Tường. Sau đây các đồng chí chuẩn bị quân tư trang lên đường nhận nhiệm vụ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban chỉ huy đồn thì mình tăng cường đi công tác tuần tra kiểm soát cùng với các cái chốt cảnh giới trên một đơn vị phụ trách. Thì cũng thực hiện các nhiệm vụ giống như các anh đi tuần tra thường xuyên hàng ngày, thì đảm bảo cái công tác tuần tra vào biên giới phòng chống dịch Covid trong cái giai đoạn khó khăn này. Vì em gái của con là nó yếu ấy, nó không trước đi khám thì bác sĩ truyền nó bảo là nó không đủ sức để sinh thường, nên có nghĩa là không đủ sức để chịu đựng cái cuộc đẻ thường. Dạ. Ừ, thì nếu vậy thì mình đủ tháng là mình cứ sinh mổ. Đủ tháng là mình sinh mổ được. Ừ. Nó yếu như thế thì sinh mổ nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của nó. Nó đi khám thì bác sĩ bảo là thiếu máu. Thiếu máu hả? Thiếu máu thì mình hạn chế sinh mổ, tại sinh mổ nó sẽ mất máu nhiều hơn sinh thường. Em vì trong em cũng nhóm máu. Ó rơi hạt công luôn, trong em cũng ó rơi hạt công luôn. Để như thành chay đi. Đeo đeo đúng không? Em cũng biết. Nhưng mà người này phần chay cao chứ. Có những cơn dai. Bữa trước bác sĩ nói là phải có những cái cơn cực đai lấy lên đấy đúng không? Đó, mà cái này chắc có cực đai, mà cái này có lên cơn cực đai đấy. Cái bên này khám rồi, cái này người ta không tóm luôn ạ. Khám nên nói chứ mờ không? Không phải chứ mờ, mà nói hắn ở xa tên táo này. Chắc gỡ chứ muốn ra. Hôm nay ra với bây giờ con gọi về bảo cho bố mẹ không? Không, nói lên đi bố mẹ cũng rồi, cũng bao được cái lọ hết rồi. Nhưng mà tí nữa chị cũng phải điền chị thông báo cái tình hình ở đấy. Cái tình hình sinh nở của em như răng, là sức khỏe của em như răng. Bệnh em đang thiếu máu như rồi nữa. Nó mà khi người ta sinh thương hay là sinh mổ chứ cũng khó khăn hết luôn chứ. Phải một người bình thường khỏe mạnh, người ta sinh nở, người ta còn không, nhiều người ta còn chịu đau đớn được mà dương bây giờ. Em là tư trước đến giờ là một thân một mình, ăn uống thì là không ra chi hết. Và bây giờ em đo em tự sinh tự đẻ, khó kỳ luôn. Em biết rồi.
Tại vì em chưa biết mua đẻ cả nên em không biết. Thì bởi vì em chưa biết cho nên em cứ khi mà người suy nghĩ là người khác không để cho người khác xung quanh không lo lắng. Mà trong cái bản thân của em là em không tự lo cho bản thân em. Ngoài gì suy nghĩ cho chồng làm răng để công tác tốt cho suy nghĩ ông bà làm răng là đừng có suy nghĩ, đừng có buồn vì mình. Bây giờ đó hai mẹ con em, bây giờ ai lo cho hai mẹ con em đấy. Chị cũng không phải là ở đấy được mày, rồi chị cũng phải về. Thật ra nếu mà chồng em mà về được thì đỡ. Thì đỡ được đêm hôm với con có chồng á. Thế bây giờ... Con chịu khó chút ha. Con chịu khó cố gắng rồi. Nhả chân, dăn chân, dăn chân rộng ra cho cô. Vậy con chịu nổi không? Cô làm vậy con đau quá không? Chịu được không nè? Hít thở đi, hít thở, hít thở. Chị thấy cô bé này vậy nó mới con chưa có phân ly mà nó rên vậy, nó đâu có đẹp sao đẻ nổi cưng. Còn bây giờ nếu mà cưng muốn đẻ nữa đó thì giờ mấy cô phải lắc cái bụng này cho cưng, đặt cái máy lại thêm cho cưng. Tại cái tim thai của cưng bây giờ cái dao động nó không là tốt, nó không có nhịp lên nhịp xuống đó, biết không? Phải theo dõi. Giờ chị nói nghe nè, chị khám cho em đó rồi. Bây giờ thứ nhất là cổ cung nó mới có một phân mà nó cứng lắm. Mà cái đầu con nó em bé cũng rất là cao. Dạ. Nhân cưng. Nên thôi giờ mở bắt em bé nó ra đi cho nó an toàn hơn. Em mệt nó, em sợ không? Không sợ. Nó tuổi thân ấy. Không, bây giờ mổ thì bây giờ chỉ có hai chị em ở đây thôi bạn ạ. Đừng có lo. Chồng cứ đi mổ một chút. Nó lo lắm đó, thật á. Anh Khánh đừng lo nhưng mà lì. Lo nhưng mà... Không có giỏi vậy đâu. Anh Khánh. Lo nhưng mà hết cảm lên vui vẻ lên. Cái đứa con thì nó khỏe đấy. Lo nhưng mà không cho điền. Không cho điền về nhà, không cho điền cho chồng. Thôi bây giờ không, với xét nghiệm. Không nên nổi đâu, ở đây có chị được rồi. Đây. Phải làm cái kia không nên có kịp được. Nếu mà mồ đi chị bông ngủ. Bước đây, bước đây xuống. Bước đây. Ý em nói chị nè, hồi nãy chị đặt máy trên phòng xanh, bác sĩ khám trong kiểm tra cho chị. Tại vì đặt cái máy này thấy cái tim thai em bé không có được tốt, nó dạng giống như muốn suy thai, bé nó không có khỏe trong bụng luôn, thể chết trong bụng, nên phải bắt em bé ra liền bữa nay. Alo, chị quý cái ca dân anh giờ chị làm nhập viện luôn đi chị. Dạ, viện mổ luôn. Dạ. Con muốn xem cái ngay để mổ cho nó ấy, cho đẹp ấy. Bởi vì bình thường con thấy ở ngoài quê con ấy, người ta cứ sinh mổ là người ta thường chọn ngay chọn giờ để sinh một đứa con cho nó hợp với bố mẹ. Là con muốn hỏi bác sĩ xem cái ngày hôm nay cái thử có đẹp không? Thì theo chị thì cưng cũng chọn ngày không có được cái ca này đâu. Em bé này là phải giải quyết luôn, không có chờ được. Bây giờ cưng chờ một ngày thì nó yếu thêm một ngày, em nó mệt thêm một ngày. Em từng đó thì đi khám thôi. Chứ em biết mổ và mổ bố khám xong bác sĩ nói xong rồi chứ em không biết em bình tĩnh được luôn ạ. Vì là em nghĩ chắc con mấy ngày nữa thì mi đau bụng hay này kia thì mi đẻ chứ tôi cứ bây giờ vào và bắt mổ gặp em mổ biết chuyện chỉ xảy ra luôn á. Tại em cuộn quá, em nói chuẩn bị tinh thần được á. Từ lúc vợ con chắc là nói chung là không ngủ, không ăn, không nghỉ ngơi chứ được ạ. Cũng gọi điện người này người kia, lo lắm. Tại vì em lo sợ sức khỏe của em yếu lắm. Sợ có gì bắt trắc lắm. Bỏ đi.
đứng ạ. Em cũng có cái thẻ chỉ mà em bảo chuyển khoản được không ạ? Ở bệnh viện em thì không có xài cái thẻ. Chị có thể nói chị đó đó, về nhà trọ chị lấy cái thẻ đó đi rút tiền, rồi xong đem vô bệnh viện đóng. Nên người nhà chị cứ giữ cái phiếu này giùm em, chừng nào mình đóng tiền xong cái thu phí 8 triệu, đóng trước 8 triệu ha. Đóng tiền xong đem cái phiếu đóng tiền vô phòng xanh cho mấy cô ghi cái số đóng tiền vô sổ hồ sơ là xong. Bây giờ chị đi lấy máu trước giùm em ha. Chị qua bên khoa xét nghiệm ở phía bên tay trái á, chị nộp phiếu vô cái có người hướng dẫn lấy máu cho chị, xong chị quay về đây em hướng dẫn tiếp. Rồi chị đi chị. Để lo con bé nó không tốt cho mình làm nhanh đi chị. Dạ. Sao nó bị hụt ta? Vì công việc, vì nhiệm vụ mình phải làm thôi, chứ mình hiểu tâm lý vợ mà. Chả có ai lại lập gia đình, là chồng mà phải cứ xa chồng suốt, trong khi ốm đau này kia không phải một mình. Mình hiểu hoàn cảnh của vợ, cũng đồng viên thôi chứ không có hưởng giải quyết nào. Tại vì công việc không phải hoàn thành nữa. Bây giờ tin mặt là mình lấy đi. Mà nó thấy mệt chứ không? Đau mông. Lúc này đó cái nhịp tim ấy, nhịp tim của Thái ấy, có bị ảnh hưởng. Nó không có cái nhịp cái dao động nó không có đẹp thôi, chứ không phải là nó không còn ha. Nếu mà càng để lâu thì anh càng yếu cả mẹ cả con luôn, hiểu không? Nên quyết định ngủ. Bây giờ có năm luôn hả? Mấy giờ thì mổ chị? Bác sĩ Hà Nội hội chẩn, nếu mà có kết quả máu hội chẩn xong rồi báo phòng mổ, khi mê ta khám xong mới đi mổ. Chị ơi, em có được ra đỏ không chị? Ra một xíu. Cho đến lúc mổ thì em mới ra. Đúng rồi, chị ở ngoài, tí nữa chị ta dắt chị đi nhận phòng ha. Bây giờ em vào trong kia ngồi à? Ừ. Đây, lên bàn nằm giùm em, bàn nhắm lại. Cảm giác em mình nó phải mổ mà mổ lại mổ cấp cứu, mổ mà trong cái tình huống mà mình chưa chuẩn bị tinh thần á, nó lại áp lực hơn nhiều và cảm giác của cái người đứng ngoài nó còn khiếp khủng hơn là chính mình từ đi đẻ á. Nhìn em bé đi. Nhìn bé con trời lên có hạt cái cơ đó. Có em không? Ở cho em. Đêm đi.
Rồi bé trai này con cũng không chứ. Rồi hôm nay bé hôm nay 13 giờ 5 phút bé con. Thằng nó gây không cái gì. Cảm động hết mất luôn. Rồi. Ông ra đây cũng hết. Cảm ơn mọi người giúp đỡ em. Giờ hiện tại thì chỉ mong trong cái đợt dịch nó tạm lắng xuống, nó qua đi thật nhanh để mình còn bù đắp những cái khoảng trống, những cái thời gian mà mình vợ khó khăn nhất mà mình không về, không ở bên được. Hạnh phúc của vợ Linh là chờ đợi. Hạnh phúc của vợ Linh là thổn thương. Khi anh về, đàn chim líu lo, vườn hoa ngát hương đẫm mưa. Đợi anh hãy chắc tay súng. Hãy subscribe.